Với công nghệ pin ngày càng phát triển và hệ thống trạm sạc được phủ rộng, thì phạm vi di chuyển của xe điện cũng được cải tiến đáng kể. Số km tối đa mà một chiếc ô tô điện có thể di chuyển đã đạt tới con số 857 km. Các dòng xe điện mới như Tesla Roadster hay Lexus X được kỳ vọng có thể di chuyển tới hơn 1.000 km khi sạc đầy pin. Mặc dù vậy, bạn cần lưu ý rằng số km di chuyển thực tế tối đa của ô tô điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước pin, tốc độ lái xe và phong cách lái xe, nhiệt độ, điều kiện thời tiết, địa hình, trọng lượng và kích thước xe. Vì vậy, trong quá trình di chuyển, quãng đường di chuyển thực tế của ô tô điện có thể có sự khác biệt với con số mà nhà sản xuất đưa ra. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với top 6 ô tô điện có phạm vi di chuyển dài nhất hiện nay. Quán quân thuộc về Mercedes-Benz EQS. Top 1, Mercedes-Benz EQS, với khả năng di chuyển 857 km khi sạc đầy pin. Mercedes-Benz EQS mang lại cảm giác thoải mái, yên tĩnh và có đầy đủ tất cả các tính năng hiện đại. Nhìn chung, EQS là một lựa chọn thông minh cho một chiếc xe điện sang trọng. Lucid E di chuyển được 837 km khi sạc đầy pin. Lucid E là mẫu sedan hạng sang gốc Mỹ. Lucid E mang trên mình những thông số gây ấn tượng mạnh như công suất đạt 1.096 mã lực, cự ly di chuyển mỗi lần sạc khoảng 837 km. Lucid E có thể sạc từ 10% đến 80% chỉ trong 15 phút. Mercedes EQS 454 Matic di chuyển 746 km khi sạc đầy pin. Sức mạnh trên Mercedes-Benz EQS 454 Matic sử dụng động cơ điện đương sinh công suất 329 mã lực và đạt 569 nanomet moment xoắn. Trang bị này còn kết hợp với hệ dẫn động cầu sau giúp xe có thể tăng tốc lên 100 km/h chỉ sau 6,2 giây. Kia EV6 di chuyển 708 km khi sạc đầy pin. EV6 là mẫu xe điện đầu tiên của Kia, kiểu dáng SUV cấp phát triển dựa trên nền tảng kiến trúc xe điện mới EGMV. Xe sạc từ 10% lên 80% pin trong 18 phút khi sử dụng sạc nhanh 350 kW. Hyundai Ioniq EQ5 di chuyển 631 km khi sạc đầy pin. Hyundai Ioniq EQ5 phiên bản mới của Hyundai tại Ấn Độ là một chiếc hatchback cỡ lớn dẫn động cầu sau mang lại cảm giác lái đầy thú vị. Xe có thể chạy tối đa 631 km sau mỗi lần sạc đầy. Tesla Model S di chuyển 627 km khi sạc đầy pin. Chiếc xe Tesla Model S 2024 là sản phẩm hội tụ nhiều công nghệ và tính năng bậc nhất. Xe có thể duy trì công suất hơn 1.000 mã lực ở tốc độ gần 322 km/h. Hệ dẫn động 4 bánh 3 động cơ, có tính năng vector moment xoắn và 3 cánh quạt bọc carbon độc lập. Trong tương lai, các nhà sản xuất hứa hẹn sẽ đưa ra các mẫu xe mới có thể di chuyển quãng đường hơn 1.000 km sau mỗi lần sạc. Gần nhất là chiếc Tesla Roadster của Tesla. Mẫu xe này đang trong giai đoạn nhận đặt hàng và chưa bàn giao tới khách hàng. Tiếp đến, Toyota đặt mục tiêu nâng quãng đường di chuyển của Lexus F lên 1.000 km vào năm 2026.